Một số hình ảnh người dân ghi nhận vụ sạt lở làm đổ tường của một gia đình trong lúc mưa, làm ba cháu nhỏ tử vong. Lãnh đạo địa phương cho biết đây là khu vui chơi của một gia đình. Trước đó, sáng cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, cho biết theo báo cáo từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào lúc 22 giờ tối ngày 12 tháng 5. Theo ông Hưng, ba cháu bé tử vong gồm hai bé sinh năm 2021 và một bé sinh năm 2019. Trong số các nạn nhân có một bé là con của chủ nhà và hai bé là con của người thân đến chơi. Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cho biết, đây là cái sân chơi của gia đình, các cháu là anh em họ hàng đến chơi với nhau, không may gặp nạn đúng lúc thiên tai. Đến gần 4 giờ sáng nay, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác cứu hộ cứu nạn và đang phối hợp với các gia đình để lo hậu sự cho các nạn nhân. Sự cố sập tường khu vui chơi trẻ em trong nhà xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 tại nhà dân kinh doanh khu vui chơi trẻ em ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ông Hoàng Văn Truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Trại, cho hay thời điểm này, một số gia đình gặp mưa nên vào trú tại nhà người quen có kinh doanh khu vui chơi trong nhà trẻ em. Lúc này, người lớn ngồi phía ngoài, bốn trẻ em chơi phía trong. Trong đó, ba em chơi tại vị trí sát tường nhà, phía ngoài tường đó là ta luy đất trong cơn mưa lớn dòng nước xối từ ta luy đất đã ép tường nhà đổ đè vào ba em ngoài ra một em chơi phía ngoài kịp chạy ra ngoài vị lãnh đạo xã thông tin thêm sự việc khiến ba trẻ tử vong các cháu còn nhỏ trong độ tuổi 3 đến 5 tuổi trước đó tối ngày 12 tháng 5 Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay Hà Nội cùng một số tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Bản tin cảnh báo lúc 23 giờ của cơ quan này xác định qua theo dõi trên ảnh vệ tinh. Số liệu định vị rông xét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa lớn cho khu vực Ba Vì, Đan Phượng, Mê Linh, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây, Thạch Thất, thuộc Hà Nội. Chiều ngày 12 tháng 5, bầu trời khu vực thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mây ngũ sắc lúc khoảng 16 giờ. Người dân tại các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 5, quận 4 có thể quan sát được hiện tượng này. Qua quan sát, đám mây xuất hiện với nhiều màu sắc khác nhau. Hiện tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân. Đa số đều tỏ ra thích thú trước vẻ đẹp của những đám mây. Nhiều người còn cảm thấy thú vị khi đám mây xuất hiện ngay trong ngày của mẹ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ thiên văn thành phố Hồ Chí Minh, cho biết mây ngũ sắc không phải là hiện tượng hiếm gặp. Tuy nhiên, đám mây ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh chiều nay có màu sắc đẹp, kích thước lớn hơn rất nhiều so với những lần xuất hiện trước. Do đó mà người dân thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng quan sát được đám mây này. Anh Tuấn nói: với kinh nghiệm hàng chục năm quan sát các hiện tượng thiên văn, tôi đánh giá đám mây ngũ sắc chiều nay là đám mây đẹp và rộng nhất trong số những đám mây ngũ sắc đã từng xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo anh Tuấn, nguyên nhân chính hình thành nên những đám mây ngũ sắc là do hai hiện tượng vật lý nhiễu xạ và giao thoa của ánh sáng xuyên qua các hạt nước trên đám mây, thường sẽ xuất hiện ở bề mặt mỏng của đám mây, rìa của những đám mây to. Hiện tượng này hay xuất hiện vào mùa mưa, thời gian xuất hiện và kéo dài khoảng vài chục phút. Đầu tiên là hình thành sau đó sẽ loang rộng ra và màu sẽ dần nhạt đi cho đến khi hoàn toàn kết thúc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta và tác động đến thời tiết miền Bắc, gây giảm nhiệt nhẹ từ ngày 12 tháng 5. Từ đêm ngày 11 tháng 5, ảnh hưởng của không khí lạnh nên rãnh áp thấp, khu vực bắc bộ và bắc trung bộ mưa rông với lượng phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 90 mm. Người dân đề phòng mưa rông, khả năng đi kèm lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, xa lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp. Do không khí lạnh xuất hiện trong giai đoạn này có cường độ yếu, chủ yếu gây mưa nên nền nhiệt giảm không nhiều. Mức nhiệt cao nhất ở miền Bắc trong 2 ngày tới vẫn dao động từ 28 đến 31 độ C trời mát. Trong khi đó, ngày 12 đến ngày 13 tháng 5, Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Độ ẩm tương đối, thấp nhất từ 50 đến 55%. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Dự báo thời tiết ngày 12 tháng 5 tại các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, đề phòng nguy cơ lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ phía tây bắc bộ, mưa vừa và rông, cục bộ mưa to, đề phòng nguy cơ lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc mưa vừa và rông, cục bộ mưa to, phía nam mưa rông vài nơi về đêm, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm mưa rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm mưa rào kèm rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm mưa rào kèm rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thông tin được ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tổ chức sáng ngày 10 tháng 5 do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì. Nhận định về xu hướng thời tiết giai đoạn nửa cuối năm, ông Cường cho biết nắng nóng gia tăng về cường độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 6, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7 và tháng 8. Đồng thời, trung bộ có khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng 5 đến tháng 8, tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Trong năm nay, cơ quan khí tượng dự báo có khoảng 11 đến 13 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó có 5 tới 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của các hình thái này khả năng tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng 9 đến tháng 11. Ông Cường nhận định với kịch bản La Nina xuất hiện, bão sẽ tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm nhiều bão hình thành trên Biển Đông và tác động nhanh hơn đến đất liền. Mưa lớn, bão, ngập lụt và nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở miền Trung trong giai đoạn nửa cuối năm nay có dấu hiệu tương tự mùa mưa bão năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhấn mạnh công tác phòng ngừa kiểm soát rủi ro thiên tai sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong đó ông cho rằng cần lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các chương trình dự án đầu tư của các bộ ngành địa phương nhất là các dự án phát triển hạ tầng cơ sở giao thông khu đô thị mới khu dân cư tập trung tránh làm gia tăng rủi ro thiên tai ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng phối hợp nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể phòng chống sụt lún sạt lở ngập úng vùng đồng bằng sông cửu long Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhấn mạnh năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã phải đối diện với nhiều loại hình thiên tai. Thiệt hại do thiên tai được giảm thiểu tối đa cho thấy là các cấp bộ ngành trung ương, các địa phương đã có sự chủ động hơn, nhất là trong công tác dự báo và ứng phó. Dù vậy, Phó Thủ tướng bày tỏ trăn trở khi một số quy định pháp luật hiện nay chưa thông suốt hoặc quá cũ, không còn phù hợp thực tiễn. Trên bình diện chung cả nước, khả năng chống chịu với thiên tai cũng còn hạn chế. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai, năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các cấp bộ ngành, ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục giả soát kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự các cấp. Theo đó, các bộ ngành phối hợp sớm xây dựng nghị định thi hành luật phòng thủ dân sự trên tinh thần cái nào đã rõ thì đưa vào nghị định, còn chưa rõ thì đưa vào thông tư hướng dẫn phó thủ tướng trần lưu quang đề nghị cần tăng cường và đa dạng hóa các hình thức truyền thông để nâng cao nhận thức của các cấp bộ ngành và cộng đồng đơn vị liên quan thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra giám sát trước mùa mưa lũ ra soát cập nhật tính toán phương án phòng chống thiên tai tăng cường chất lượng công tác dự báo bảo đảm kịp thời chuẩn xác nhất có thể phó thủ tướng trần lưu quang nhấn mạnh việt nam mong muốn các tổ chức tiếp tục đồng hành trong chia sẻ thông tin đào tạo cán bộ phổ biến các kinh nghiệm ứng phó khắc phục sự cố thiên tai đồng thời xem xét tài trợ về công tác dự báo để chủ động ứng phó giảm thiệt hại